Nghe chuông, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Trong ngày sống, vô tình hay hữu ý, chúng ta nghe rất nhiều loại âm thanh khác nhau. Đó có thể là các thứ tiếng rao hàng, các thứ tiếng xe cộ ngoài đường phố, tiếng máy phát thanh, tiếng nhạc sập sình bên hàng xóm, bên các quán giải khát, quán cà phê gần nhà. Ở đây, chúng ta chỉ quan tâm đến âm thanh mà thỉnh thoảng được nghe đi nghe lại đúng giờ, như tiếng chuông trong tu viện, tiếng chuông tại nhà thờ, tiếng trống nơi trường học, vân vân. Đây chính là cơ hội để nhắc nhở ta hướng lòng mình về với Chúa. Ta có thể nói thầm, cầu nguyện với Chúa trong những giây phút này bằng những lời nguyện tắc, những thánh vịnh tùy thích để nâng tâm hồn lên với Chúa, để lòng ta được gần bên Chúa hơn. Một đoạn trong bài hát Lắng nghe lời Chúa của Linh Mục Nguyễn Duy có thể được cất lên trong nội tâm chúng ta, thay thế cho những lời nguyện tắc hay thánh vịnh đó. Đây là bài hát quen thuộc với nhiều tín hữu. Hầu như ai trong chúng ta cũng đã biết, đã thuộc đoạn hát ngắn được trích dẫn ở trên. Chúng ta lắng nghe ở đây là lắng nghe Thiên Chúa, lắng nghe lời Ngài. Đó là một thái độ cần thiết và khôn ngoan. Chúng ta hãy lần dở sách Các Vua quyển thứ nhất ra xem Salomon đã xin gì với Chúa. Vua Salomon thưa: "Và giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tới Chúa đây lên ngôi kế vị David, thân phụ con, mặc dù con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước, con là ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, không sao đếm nổi. Xin ban cho tôi tới Chúa đây một tâm hồn biết lắng nghe để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái." Lời Ngài từng theo bước đời con mà chúng ta không để ý. Ngài trong sách Đệ Nhị Luật, lời đã cư ngụ nơi con người, vì lời rất gần ngươi, nơi miệng ngươi, nơi lòng ngươi. Thánh Phaolô cầu chúc các tín hữu Côlôse rằng: "Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Đón nhận lời Chúa thì sẽ được lời tác động. Chúng tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì khi chúng tôi nói cho anh em nghe lời Thiên Chúa, anh em đã đón nhận không phải như lời người phàm, nhưng như lời Thiên Chúa, đúng theo bản tính của lời ấy. Lời đó tác động nơi anh em là những tín hữu. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn hai gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tính cũng như tư tưởng của lòng người. Biết được lời Chúa mới biết được thánh ý Chúa, và bổn phận của chúng ta xét cho cùng là thi hành thánh ý Chúa, là chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Như Đức Kitô đã đến để thi hành trọn vẹn ý Chúa Cha, Ngài mạnh mẽ xác quyết rằng của ăn của ta là thi hành ý Cha. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban." Thực hành lời Chúa là một biểu lộ tâm tình tha thiết mến yêu Chúa. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Thực hành lời Chúa, chúng ta được ở cùng Thiên Chúa vì Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở trong người ấy. Chúng ta được niềm vui và hạnh phúc. Tác giả Thánh Vịnh 118 viết rằng: "Mỗi con, môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra, tuân theo thánh ý Ngài con vui sướng, hơn là được tiền rừng bát bể." Còn phúc âm Thánh Luca ghi lại rằng: "Ai nghe và thực hành lời Chúa thì có phúc hơn." Con mời cả nhà mình cùng lắng nghe bài hát của Linh Mục Nguyễn Nhi, Lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đâm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng trở về và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đâm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ơi.